Xin chào tất cả các bác nhá. Trở lại với kênh Cao Duy Hoàng Mai. Và hôm nay em đang có mặt tại Linh Bình để set up cho bạn Phương một cái cấu hình. Các bác nhìn cực kỳ vip nhá. Sau đây tất cả các bạn, xin mời tất cả các bác đi vào chi tiết cái cấu hình của bạn Phương nhá. Nó gồm một đôi loa 725 nguyên xốp sách các bác nhá, nguyên xốp, và đôi trầm 718S này. Đấy. Và đây, trái tim rất quan trọng của bộ dàn đó là một cục lắp 10.000 quy đến từ đất nước Thụy Điển, cực gọn ghẽ và đánh cực kỳ chuyên nghiệp luôn các bác nhá. Để đánh cả full cả súp đó là chỉ cần một cục này thôi. Giá thành cũng chỉ ngang với hai cục cửa đao. Nhưng mà chất âm thì đưa ra cực kỳ phê pha và trên rất rất nhiều các bác nhá. Một con cốt DBX260 hàng tuyển Mỹ các bác nhá. Thứ hai là bạn chơi tạm như này và nữa sẽ đánh thêm mixer. Con vang này có cũ rồi các bác nhá. Và một đôi Sennheiser G4 EVK100 đầu 935. Các bác nhá, đầu 935 ok. Tất cả các sản phẩm các bác nhìn là nó rất xịn sò nhá. Đấy, để em quay một cái dàn thiết bị này của bạn. Và đôi 725 này xin giới thiệu với tất cả các bác, nó là nguyên thùng xốp nhá. Đèn chũi luôn. Và đánh một cái không gian nhà vườn biệt thự như này thì cực phê luôn nhá. Cũng như mọi lần em cũng sẽ test một ca khúc để gửi tới tất cả các bác. Và lâu lắm rồi, chim rút trong lồng lâu lắm rồi, hôm nay sẽ để trình diễn ngoài trời các bác nhá. Sổ lồng rồi đấy. Ok. Xin mời tất cả các bác hãy lắng nghe một ca khúc Thương Về Cố Đô. Cũng như mọi lần và cũng như bộ dàn mọi lần các bác nhá. Thank you các bác rất nhiều. Người đi chốn xa thương về Cố Đô, thương tao chẳng thương mấy câu. Và dòng cười vách non tiếc nuối, ôi nắng chiều về già thoáng buồn. Ngự bình chờ vỡ nhìn sông dòng họ bên bên vẫn lâu lắm tháng dài như nước qua cầu chạy trong mấy phút giây âu sầu. Gió đường cánh chúng na đà tiền chuông thiên hồ cánh gà thọ xưa. Thuyền về xuôi mái sông Hương, có nghe tâm sự đôi đường đắng cay. Một trời gió mưa trăm nghìn mến thương, vui tình non nước ai lỡ quê nhà. Hẹn ngày về thăm Huế bao tháng ngày chất lên đuôi đời, một lòng ngoài Cố Đô bên người. Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao Duy Hoàng Mai. Đây là một bộ dàn trên 200 triệu xin gửi tới bạn Phương Linh Bình thứ hai. Các bác nhớ hãy cho em Cao xin một like và đừng quên đăng ký kênh Cao Duy Hoàng Mai.
để có những các video cực kỳ xuất gửi đến tất cả các bác các nhá. Thank you các bác rất nhiều. Nhìn lấp lấp bom thuê hè đã qua, qua những di tích trắng xưa chưa nhòa, từng dòng hò trên bến vẫn lâu, lắm tháng dài như nước qua cầu, chảy nồng mây phút giây âu sầu. Tiếng chuông thiên mộ, cánh gà thò xưa, thuyền về xuôi mãi sông nước, có nghe tâm sự đôi đường đằng tay một đời gió mưa trăm nghìn mê. Vui tình non nương ai lỡ quê nhà, hẹn ngày về thăm Huế yêu ơi, bao tháng ngày chợt lên tuổi đời, một lòng ngoài cố đô xa vời, hẹn trở về thăm Huế yêu ơi, bao tháng ngày chợt lên tuổi đời, một dòng ngoài cố đô xa vời. Và xin chào tất cả các bác nhé. Em muốn giới thiệu qua thêm một chút nữa về cục lắc lúc vần 10.000 quy. Em cũng đã qua nhà và đánh các loại đờn xong khi đó, và bạn cũng đã phải chốt lại, cho nên là nói có sách mách có chứng các bác nhá, nó không hay thì mình không thể nói được nó hay được. Cho nên một lần nữa để sự trải nghiệm, nếu như mà các bác được nghe thì em khẳng định 100% là các bác sẽ phải rút tiền nhá. Cho nên bác nào mà chưa có ý định mà muốn nghe nát mà tiền vẫn còn trong túi phải để nguyên đấy, nghe là rút đấy các bác nhá. Thank you các bác rất nhiều và xin cảm ơn tất cả các bác. Hẹn các bác clip gần nhất của Cao Chi Veo Hoàng Mai. Các bác thẩm thì anh nhớ đeo tai nghe, và bên em set up như thế nào để các bác cứ cho em các cái comment và các những cái bình luận để chúng em sẽ rút kinh nghiệm và làm việc tốt hơn các bác nhá. Thân ái chào tất cả các bác nhá.